Rồi, chào quý vị và các bạn nhé. Mình đang đứng ở đây là phố Nguyễn Tri Phương và bên tay phải của chúng ta là cái quán cơm gà Hải Nam. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi nhé. Thấy có một số các bạn đang đi qua đường. Thái Ý Phương bên bên phải chúng ta các bạn. Đây, trước mặt của chúng ta là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Bà Hạc. Chúng ta sẽ quẹo trái nhá. Đây bây giờ ở góc trước mặt chúng ta đây, phía bên tay phải này, đây là Ủy ban nhân dân quận 10 các bạn. Đây là cái chúng ta đang đi ở đây là bên hông của chân cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Chúng ta đang đi đây đường 3 tháng 2 các bạn nhé. Đoạn này là 3 tháng 2, còn bên tay trái nếu mà rẽ vào là chợ Nguyễn Tri Phương. Còn bên đây là hẻm 606, nếu bên tay phải theo cái hướng đi. Chúng ta vừa đi qua là ngã tư Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 các bạn.
buổi tối các bạn nhìn thấy là các đôi trai gái đi thì đi chơi thì, ví dụ như cái đôi này đi là không có mặc không có đeo đôi mũ bảo hiểm này. Còn đèn này cứ chớp 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 chớp. Đó, vừa chạy này vừa nghe điện thoại các bạn. Chúng ta sẽ vào đây là hướng đi về đầm Sen các bạn nhé. Ngày mai có lẽ là chúng ta sẽ đi khu vực đầm Sen. Chúng ta dừng ở đây nhé.